bài số 4 này. Acid lipoic viết là HNO3. Phân tử cuối là bao nhiêu? Phân tử cuối là 63. Tại sao được viết đây? 1 cộng với lại 62 thì bằng 63. 63 tính chất đúng không? 63 1 cộng 14 cộng 16 nhân 8 nó là acid chất lỏng. Acid nitric tồn tại điều kiện thường dưới thể là xanh, không màu, lỏng xanh không màu. Nhưng để lâu trong không khí, thì chuyển thành màu hơi vàng. Lỏng xanh không màu nhưng để lâu trong không khí thì chuyển thành màu hơi vàng. Lý do tại sao nó lại chuyển thành màu hơi vàng là do nó có phản ứng kỷ phân để xảy ra. HNO3 phân hủy tạo thành H2O cộng NO2 cộng oxy, thì do là cái NO2 này có màu nó đỏ thì nó tan ít ở trong nước thì nó chỉ tạo thành màu hơi vàng thôi nhá, thì nó làm cho cái gì chuyển màu lỏng xanh không màu để lâu cho không khí chuyển màu hơi vàng, tan tốt trong nước và cứng đờ, tan tốt trong nước và đông. Nếu đun nóng thì chuyển hơn, nếu đun nóng thì chuyển thành dạng hơi màu đâu vậy. Nha, nếu mà đun nóng quá nó chuyển dạng hơi. Ngay là bạn tính chất hóa học. Thì bởi vì gọi nó là acid nitric, nó có một kilo này nên là luôn luôn nó sẽ có một tính, tức là tính acid một nhỏ tính acid mạnh. Xem viết về các phương trình HNO3 cộng Fe2O3, HNO3 cộng CuO, HNO3 cộng Na2CO3 và viết về các phương HNO3 cộng KHCO. Anh này làm gì ạ? FeNO3 3 lần cộng với 2 đúng không? 2 6 đây 3 thấy chưa? HNO3 cộng CO là siêu NO3 hai lần cộng hai gì ạ? NO3 NO3 cộng hai O cộng siêu hai được chưa? Và cuối cùng là K NO3 cộng hai O dễ không? Dễ. Thì đây nếu mà nắp nhất lên cái acid thì nó phản ứng với azơ, nó phản ứng với oxit ba giờ này thì mới như mình rồi. Xét số xóa nitơ trong này là nitơ dương 5, số xóa của nó là cao nhất chỉ có xuống không có lên. Vậy nó chỉ điện tính gì ạ? Khử thì tăng, O thì giảm,
vấn đề là cái gì? Cô chỉ hóa rất mạnh. Hai là tính oxy hóa rất mạnh. Chúng ta có một số cái chú ý ở đây. Thứ nhất là nó tác dụng với hầu hết các kim loại, hầu hết các kim loại, và đưa nó lên số oxy hóa cao nhất. Tất cả các kim loại ở đây nó chỉ trừ đi 2 đàm thôi, và có lát tin thôi, còn tất cả nó đều đưa lên số hóa cao nhất. Ví dụ như Fe nó bắt đầu 3 thì sắp chia lên sắp mấy ạ? 2, 3. 3 là chính xác. Nhân tư cân bằng. Nitơ, 1 nitơ cộng 3 nitơ là 4. Thế nitơ, 4 nitơ chia 2 bằng 2. Được chưa? Đối sau thứ 2 chúng ta sẽ có là chúng ta làm gì xung động? Cũng giống như các bạn tôi cảm thấy nhôm, sắt và crom thì bị thụ động. Bị thụ động trong dung dịch HNO3 đạm, đúng không? Nhôm, sắt, crom bị thụ động trong dung dịch HNO3. Thụ động nghĩa là gì? Không tác dụng. Có nghĩa là crom không tác dụng các bạn, sắt không tác dụng các bạn. Vậy ở đây muốn tác dụng có phải là gì ạ? Có thể là loãng, được chưa? Có thể là năng, đạm năng. Đã vui rồi nhé. Đối sau thứ 3 là tác dụng với một số phi kỳ và đưa lên số oxy hóa cao lên. Ví dụ lưu huỳnh cộng HNO3 thì nó sẽ lên lưu huỳnh dương mấy? Cao nhất của lưu huỳnh. Vậy nó là gì ạ? Dương mấy? Dương 6 cộng 2 là 4 đúng không? Thế nếu mà phốt pho thì cao nhất của phốt pho là bao nhiêu? Dương mấy? Cao nhất phốt pho trong là nào? Dương 500 H3 đấy. Ồ, dương 6 3 và đây là 2 là 1 một cái bình đúng không? Thế đi đâu? 2 thế bây giờ không có nước 2 này nếu oxy đây 6 cái 6 đủ là nước, được chưa? Cái chỗ này thêm mềm lắm, kìm lắm. Tiếp tục phốt pho là phốt pho dương 5 và này là dương 3 5 5 lít, được chưa? Đây là 9 kg này có 5 kg phải là nước trở lên. Phốt pho đây là 3. Đây mình nói 3, 3 là 9, 9 chứ 5 thì là 4, 4 chứ 2 2. Ok, xong rồi. Anh hiểu cái làm này chưa? Rồi sao? Tiếp theo là tác dụng với các chất còn tính khử. Tại sao lại đó là các chất còn tính khử? Có nghĩa là có rất nhiều chất số hóa nó chưa lên số cao nhất, được chưa? Nên là nó sẽ
nhá. Ví dụ như FEO mà tác dụng với HNO3 thì đang như thế sắp chọn phải sắp dùng mấy đây? Dùng 2. Đã đi cao biết chưa? Chưa, phải nó tác dụng nó sẽ tạo thành sắp dùng mấy? Dùng 3 trong FENO3 3 lần NO hay. Tương tự như vậy để có cái công trình tiếp theo là FE3O4 chúng ta nhìn rồi. Này cũng chưa phải là cao nhất, thằng này dùng 8 3 mà tác dụng với HNO3 thì nó sẽ tạo thành FENO3 3 lần cộng với NO2 cộng với 2. Một, ba, đây là ba, đây là một, có đây là ba sắt. Đúng không? 1 meter cộng 9 là 10 kilo 5. E3 4 cộng đường bao nhiêu? 1 E đúng không? Vậy chứ anh mà anh này là 1. Vậy đây là 1. 1 cần có là 3 sắt. 1 cộng với 9 là 10. 10 chia 2 bằng 5. Tiếp nha. Thế nên ở đây chúng ta vừa xét hết toàn bộ tính chất hóa học của thằng tổ ba. Đó sẽ. Nếu mà nhắc lại thì tính chất hóa học của thằng tổ ba nhiều bạn có thể rất tốt được. Để nhắc có thể được. Thằng tổ ba lại thì thằng tổ ba thì nó sẽ có tính axit thì nó giống với thằng tổ ba. Tính oxy hóa giống với lại axit. Hai này đúng tập nó. Để cho hai này đúng rồi. Nhá. Mình có tiếp. Sang tiếp theo ba là điều chế A nhỏ trong phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm chúng ta điều chế HNO3 bằng cách là cho canh muối NaNO3 khác tác dụng với H2S4 đặc nóng. Đúng nóng nhé, tạo đúng nóng thì phản ứng sẽ tạo thành là NaHSO4 cộng với lại HNO3 thôi. Thay HNO3 thế thì ở đây một chút chúng ta nữa. Chúng ta nhìn đây là một khoảng axit tác dụng với thằng muối để tạo thành thằng muối mới và axit mới. Thế thì nếu mà theo cái thức của nhóm lớp 9 thì có phải là axit mới tạo thành nhiều hơn axit cũ không? Nhưng mà nếu ở trong công trình này chúng ta nhận định là sai. Không ai có thể so sánh axit của H2O và H2O3 này. Hai loại này là tương đương nhau. Đúng nhá. Thế nhưng mà nếu như vậy thì tại sao phản ứng này xảy ra? Chúng ta phải nhớ lại về cái chương số 1 cho điện ly là tất cả các phản ứng nó xảy ra với nhau theo quy tắc, đó là gì? Quy tắc chung, đó là làm giảm mật độ ion trong thể số. Đúng không? Vậy này, đoán khác là mật độ cực kỳ dễ đạt. Đúng không? Đạt, đạt lòng là đạt lắm nhất, cũng đạt rồi. Không thể nào mà đạt hơn được nữa. Thế vậy là cả hai này một điều kinh. Chưa kể là một vun nóng là áp bức. Đúng không? Ta đã đối vào thì không bao giờ bay hơn. Vậy thế vậy bắt buộc bọn này khi vun nóng bọn này hai đập cùng đã ra yêu là A cộng, N3 chữ H cộng, S là 4A chữ và đập với nhau liên tục. Khi mà đập với nhau liên tục thì sẽ có cái trường hợp là H cộng và A cộng N3 tạo thành này. Mà thằng này đã bốc hơi thằng vun nóng bay hơi lên. Được chưa? Để nó giảm mật độ xuống. Và nó lại chắc nó mình học từ bài đi. Chứ tuyệt đối không được bỏ là tăng HNO3 yếu ra hay bố đặt nhá. Là chết không? Được chưa? Rồi thứ hai thôi. Thế tiếp tục thể giải thích trước. Là khi mà chúng ta nhớ được công trình này thì khi mà viết ý, thì nhiều bạn biết sai. Đây là lá hát đúng chứ không phải là NH2. Rất nhiều bạn sẽ biết NH2. Tại sao? Đặt
nóng chắc chắn phải giữ nhá. Thế thằng này mà giữ thì là môi trường sau thì cũng là môi trường acid hay môi trường basic? Môi trường acid đúng chưa? Thế môi trường acid này phải là môi acid thì mình nhìn rõ là nó là môi trường acid, được chưa? Được chưa? Đây nhỏ cho công nghiệp giờ là đi từ cái thằng nhẹ nhất đi tơ đi rô đỡ với nhau nhiệt độ áp suất xúc tác rồi là ba độ trong oxy xúc tác platin nhiệt độ để tạo thành NO tác dụng oxy NO2 tác dụng oxy tác dụng khí nước để tạo thành HNO3 không cách khác đó là cho nitơ tác dụng oxy thì tạo thành ở đây luôn tia sét hoặc ba nghìn độ C và đây là hoàn thành xong toàn bộ bài học của bạn mình vừa xuống dẫn là xong toàn bộ bài học của bạn. Được chưa? Thế ứng dụng của nó là gì ạ? Ứng dụng của nó để sản xuất lên những cái phẩm màu, phẩm nhuộm cho quần áo nhé. Sản xuất lên phẩm màu, phẩm nhuộm cho quần áo, phân lân, phân sản xuất lên phân đạm.